Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh các bệnh rối loạn chuyển hóa cho bé từ lấy máu gót chân. Khi em bé chào đời, không thể đưa ra kết luận em bé hoàn toàn khỏe mạnh, ngay cả khi mẹ của bé trong thời kỳ mang thai đã được quản lý sàng lọc thai kỳ đầy đủ. Nguy cơ em bé sinh ra mắc bệnh di truyền vẫn có thể xảy ra, ước tính từ 1-2%, đặc biệt là các bệnh do rối loạn chuyển hóa. Những bệnh lý này, nếu không được phát hiện điều trị sớm, sẽ gây ra tình trạng chậm phát triển tâm thần, vận động ở trẻ, thậm chí có nhiều trường hợp gây tử vong. Việc phát hiện sớm và có biện pháp can thiệp các bệnh lý này sẽ giúp trẻ có được những chăm sóc y tế kịp thời, trẻ có thể phát triển bình thường và có một cuộc sống khỏe mạnh. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sàng lọc sơ sinh các bệnh rối loạn chuyển hóa hiện nay chỉ cần lấy từ 3-5 giọt máu ở gót chân của bé vào thời điểm từ 48-72 giờ sau sinh. Mẫu máu này sẽ được sử dụng để phân tích hàng chục bệnh lý do rối loạn chuyển hóa khác nhau như thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sản thượng thận bẩm sinh, thiếu men biotin, các bệnh rối loạn chuyển hóa axit amin, axit béo, axit hữu cơ. Nếu sàng lọc cho thấy bé có khả năng mắc một bệnh do rối loạn chuyển hóa, Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ chuyển em bé tới Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám chuyên sâu và làm các xét nghiệm cần thiết để khẳng định bệnh của bé có hướng điều trị phù hợp. Khi lựa chọn sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ba mẹ hãy liên hệ trực tiếp với nhân viên y tế để đăng ký làm sàng lọc sơ sinh cho con. Hãy sàng lọc sơ sinh để bé có một cuộc sống khỏe mạnh. Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh, cơ sở 1 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, 929 La Thành, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại đặt khám 1900 6922, bấm phím 2.